Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thích Nhật Từ và Thích Trúc Thái Minh thích choảng nhau vì ai và cũng thích hốt tiền. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin, những ngày gần đây, ông thầy trụ trì chùa Ba Vàng đã làm dậy sóng dư luận mạng xã hội vì hành động kinh doanh mê tín. Những người dân có hiểu biết đều thấy bất bình trước hành động dường như được lừa gạt người dân dựa trên sự si mê của họ như vậy. Nếu các bậc chân tu thì thấy dân mê muội thì trách nhiệm phải giải mê cho dân. Đằng này ông thầy trụ trì tại chùa Ba Vàng lại lợi dụng sự mê muội của họ để trục lợi. Hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay được coi là một tổ chức tôn giáo có tính đảng. Nhiều sư trong tổ chức này thường đưa hình ảnh lãnh tụ ông Hồ Chí Minh vào trong chùa cho ngồi cùng Phật. Cho nên các chùa chiền ở Việt Nam hiện nay có quan điểm rất méo mó, tạo nên sự bức xúc trong lòng người dân cả nước. Giá trị cốt lõi của việc tu hành chính đạo là vứt bỏ tham sân si. Tuy nhiên, các ông thầy chùa quốc danh thì ngược lại, tính tham sân si vô cùng nặng, có khi còn nặng hơn cả người dân suốt ngày cơm áo gạo tiền. Đây là hình ảnh Thích Nhật Từ đang phang Thích Trúc Thái Minh trên báo. Việc hốt được quá nhiều tiền của ông Thích Trúc Thái Minh với nickname mà các bạn khán giả của Thời báo .d đã đặt là thích hốt tiền ấy vừa làm bất bình đối với người dân sáng suốt và nó cũng làm cho những ông sư quốc danh khác phải ganh tị. Vào ngày 17 tháng 8, ông sư trụ trì tổ chùa Giác Ngộ, Thành phố Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn VTC News. Ông Thích Nhật Từ là phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc cúng dường như ở chùa Ba Vàng là không phù hợp và cần tránh hiện tượng tương tự. Ngày hôm sau, ông Thích Trúc Thái Minh đã phản pháo lại ngay lập tức và nói rằng Thượng tọa Thích Nhật Từ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán chùa Ba Vàng. Ông Thích Trúc Thái Minh đã viết một bài khá công phu trên trang Facebook có hơn 1,6 triệu người theo dõi phản bác lại lời của Thượng tọa Thích Nhật Từ phê phán việc cúng dường tại ngôi chùa này. Trong bài viết, ông sư trụ trì chùa Ba Vàng đã dẫn lại các phát biểu trả lời phỏng vấn của ông Thích Nhật Từ trong quá khứ và đặt câu hỏi tại sao Thượng tọa Thích Nhật Từ lại thất thường như vậy, phản bội chính mình và truyền thống khuất thực tùy thí đắc thọ của Phật giáo. Đây là hình ảnh Thích Trúc Thái Minh phản pháo lại. Dẫn lại bài viết cúng trai tăng trên phố tại cố đô Lào của chùa Giác Ngộ có hình ảnh ông Thích Nhật Từ đứng bên cạnh các nhà sư đang đi khuất thực trên đường phố Lung Pha Băng. Ông Thích Trúc Thái Minh cho rằng trước khi phê phán chùa Ba Vàng một cách bất công, Thượng tọa Thích Nhật Từ nên xem lại hành vi của chính mình. Cũng trong bài viết đăng tải hồi tháng 7 năm 2019, cũng chính trang Facebook chùa Giác Ngộ của ngôi chùa ông Thích Nhật Từ làm trụ trì trong đó khẳng định: ngày nay do đặc điểm của đời sống hiện đại rất khác xưa nên cúng trai tăng được phương tiện bằng cúng thực phẩm và một ít tiền mặt như là để chư tăng tùy nghi mua sắm các vật dụng cần thiết. Trụ trì chùa Ba Vàng cũng dẫn lại các sự kiện tương tự của các ngôi chùa nơi ông Thích Nhật Từ làm phó trưởng ban trị sự cũng tổ chức khuất thực như chùa Trăng Rai Xây chẳng hạn tại quận 3 vào ngày 12 tháng 2 năm 2013, tổ đình Vạn Thọ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và ngày 18 tháng 8 năm 2013 chùa Kiều Đàm thuộc thành phố Thủ Đức. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2022 chùa Biểu Quang thành phố Thủ Đức nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. Câu chuyện về ông Thích Nhật Từ và ông Thích Trúc Thái Minh vẫn chưa hề có hồi kết, vẫn đang choảng nhau rất mạnh trên các phương tiện mạng xã hội. Cả hai ông sư màu này đều rất nặng tính tham sân si. Đến hình ảnh, cả hai đều thích choảng nhau. Có ý kiến thì cho rằng cả hai ông sư này đều giống nhau ở một điểm, đó là ai cũng thích hốt tiền, dựa trên sự mê muội của dân chúng. Tuy nhiên có vẻ như dân miền Nam ít mê muội hơn nên ông Thích Nhật Từ làm ăn kinh doanh tại miền Nam không được khấm khá như ông Thích Trúc Thái Minh ở miền Bắc chăng. Có thể nói, thích loại tôn giáo nhiễm màu chính trị như Việt Nam hiện nay đã làm bẩn đi tính thuần khiết vốn có của đạo Phật. Các chủ quốc danh đã biết những nơi thờ cúng trở thành những tụ điểm mê tín dị đoan rất đáng báo động.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quân nhân bị đại bàng doanh trại sát hại, quân đội nát, ông Trọng, ông Giang phải làm gì đi chứ? Nạn đại bàng trong trại giam tồn tại từ xưa đến nay ở các nhà tù tại Việt Nam và các nơi tạm giam. Đó là những thành phần bất hảo ngoài xã hội khi vào tù xưng hùng xưng bá. Có rất nhiều vụ đại bàng trại giam sát hại tù nhân cùng phòng. Đó là một thực tế của các trại giam tại Việt Nam. Phạm nhân không được bảo vệ. Có thể nói những năm gần đây tình trạng quân nhân chết trong doanh trại ngày càng trở nên phổ biến. Tình trạng đại bàng trong trại quân đội ngày nay không khác gì tại các trại giam ở bên ngoài. Nạn băng đảng hoành hành, lính mới diễn ra gần như khắp mọi trại giam. Và các doanh trại, mỗi quân nhân mới khi vào phòng sẽ là bị đánh dằn mặt mà người Việt Nam hay gọi là ma cũ bắt nạt ma mới. Đã có nhiều quân nhân phải bỏ mạng oan uổng chỉ vì chót thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đảng. Đây là hình ảnh quân nhân Ninh Văn Tuân chết bất bình thường. Không biết từ bao giờ doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam lại trở thành nơi kinh hoàng cho những quân nhân lương thiện đến như vậy. Đó là câu hỏi mà xã hội luôn đặt ra rằng làm sao đảm bảo tính mạng cho con em của họ đây. Điều đáng nói là hầu hết những cái chết bất bình thường ấy được bộ máy của Đảng, Nhà nước Việt Nam làm mọi cách ép đi thay vì minh bạch hóa và điều tra rõ ràng vấn đề một cách nghiêm túc. Mới đây, cụ thể là vào ngày 13 tháng 8, một quân nhân đã đột ngột tử vong khi đang tại ngũ mà không rõ lý do. Gia đình nạn nhân cho biết vào chiều ngày 12 tháng 8 năm 2022, anh vừa gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, nhưng một ngày sau đơn vị gọi cho gia đình nói là anh đã chết không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên trên thân thể thì có rất nhiều dấu vết tác động của ngoại lực. Quân nhân này chính là Ninh Văn Tuân ở Phong Châu, Phú Thọ, đóng tại đơn vị sư đoàn 316 thuộc quân khu 2. Anh sắp đến ngày ra quân nhưng được thông báo chết bất ngờ. Bạn cùng đơn vị giấu tên nhắn cho gia đình tiết lộ là Ninh Văn Tuân bị đánh đến chết. Khi gia đình đến nhận xác tại đơn vị đã quay lại video và đăng lên mạng kêu gọi công bằng điều tra về cái chết của anh Ninh Văn Tuân. Thế nhưng ngay sau đó, đại tá Lê Văn Khoản, người đứng đầu sư đoàn 316 đã gọi điện đe dọa và buộc bà mẹ Lê Tâm, mẹ của anh Ninh Văn Tuân phải gỡ bỏ video xuống và không được đưa tin tức gì nếu muốn quân đội điều tra. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang phải làm gì đó để cần bảo vệ sinh mạng của quân nhân. Đó là điều mà người dân cả nước đang đặt ra với quân đội. Những người quen biết với bà Tâm nói rằng đại tá Khoản đã yêu cầu bà gỡ bỏ video, cho lính của mình gửi báo cáo đến Facebook nói bài đăng của bà Tâm là vi phạm quy định của cộng đồng. Ngoài ra còn có nhiều lời đe dọa tới mẹ của nạn nhân. Chưa có điều kiện để kiểm tra chi tiết này. Trong những vụ việc như vậy, dù chính quyền và báo chí nhanh chóng kết luận như vội khép lại sự việc, người ta vẫn thấy tràn ngập trên các trang mạng là các nghi vấn, bất bình, đau đớn của gia đình và câu hỏi về tính minh bạch trong quân đội. Chưa kể một số trang web liên quan đến quân đội còn hối thúc cần phải khép lại sự việc thật thần tốc trong tinh thần chống phản động và để không bị lợi dụng. Vào ngày 1 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khi đó cũng đã thông tin ban đầu về nguyên nhân tử vong của quân nhân Nguyễn Văn Thiên là do bị té ngã, xuất huyết não. Nguyễn Văn Thiên sinh năm 1998, trú quán tại thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Cờ Bằng, tỉnh Gia Lai. Thiên là con có một chị gái và một em trai, bố mẹ Thiên hiện đang sinh sống tại Gia Lai. Trước đó, vụ quân nhân Trần Đức Đô cũng bị tử vong với vết thương bầm trên người tương tự như hai trường hợp nêu trên. Và kết quả là cả bộ máy chính quyền ém và vụ án sau đó chìm xuống. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng phải làm gì để bảo vệ cho tính mạng của quân nhân là câu hỏi được đặt ra. Trong doanh trại quân đội tồn tại băng đảng ngang nhiên hoạt động như thành phần du đãng ngoài xã hội, cho thấy kỷ luật quân đội vô cùng lỏng lẻo. Vì nếu kỷ luật quân đội nghiêm thì những trường hợp như thế đã không xảy ra. Đây là câu hỏi mà người dân đặt ra đối với ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Bao giờ mấy ông mới chấn chỉnh được trường hợp này để bảo vệ người lính và các quân nhân khi họ nhập ngũ? Hay mấy ông xem
mạng quân nhân là cỏ rác, không đáng quan tâm hay sao?